Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng khi tổ chức thành công hội diễn các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn. Thường xuyên tổ chức chấm thi trình độ đại đẳng cho các võ sinh ở cơ sở. Số lượng các võ sinh theo học môn Vovinam ngày càng tăng. Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 3.000 võ sinh tập luyện hàng ngày. Bên cạnh đó, Vovinam Thanh Hóa còn khẳng định được thành tích ở các giải đấu cấp quốc gia. Vào tháng 4 vừa qua, các võ sĩ Vovinam Thanh Hóa đã tham dự giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15 tại tỉnh Gia Lai và giành được 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng cuối năm, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra như triển khai chương trình phối hợp phát triển Vovinam trong trường học và tập huấn chuyên môn kỹ thuật, từng bước xây dựng phổ cập võ nhạc, chuẩn bị lực lượng tuyển chọn, thành lập đoàn vận động viên tham gia môn Vovinam Hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10 tại thành phố Hải Phòng vào tháng 7 tới. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải Vovinam các câu lạc bộ Cúp Tiến Nông tỉnh Thanh Hóa dự kiến vào tháng 8. Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa khóa 3, nhiệm kỳ 2024-2029.